Bài 27. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ. Em hãy mở sách giáo khoa trang 89, 90, 91 và 92. Lưu ý kết hợp những thông tin hình ảnh trong sách giáo khoa để cùng tìm hiểu nội dung của bài. Lớp sâu bọ có số loài phong phú nhất trong giới động vật, có khoảng gần 1 triệu loài, gấp 2 đến 3 lần số loài động vật còn lại. Và hàng năm con người lại phát hiện thêm nhiều loài mới nhé. Sâu bọ phân bố ở khắp nơi trên trái đất, hầu hết chúng có thể bay và trong quá trình phát triển có biến thái, cơ thể lột xác thay đổi hình dạng nhiều lần cho đến khi trưởng thành. Trong bài này có hai nội dung chính chúng ta sẽ tìm hiểu. Nội dung đầu tiên đó là tìm hiểu một số đại diện sâu bọ khác. Nội dung thứ hai, tìm hiểu về đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của chúng như thế nào. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu phần 1, một số đại diện sâu bọ khác. Sâu bọ có trên 30 bộ khác nhau. Khoa học căn cứ vào những đặc điểm như là đặc điểm đầy cánh, cơ quan miệng và kiểu biến thái làm cơ sở để phân biệt bộ này với bộ khác. Trên đây cô sẽ giới thiệu cho các em có 7 bộ như là bộ cánh cứng, bộ bọ ngựa, chuồn chuồn, bộ cánh giống, cánh vảy, cánh màng hay là hai cánh. Chúng ta sẽ tìm hiểu thứ tự từng bộ một nha. Trước tiên, đó là bộ cánh cứng, đại diện đó là con mọt hại gỗ. Mọt hại gỗ đó là kiểu biến thái hoàn toàn. Như vậy, kiểu biến thái hoàn toàn này khác so với kiểu biến thái không hoàn toàn ở châu chấu các em đã học như thế nào? Các em còn nhớ ở châu chấu, kiểu biến thái không hoàn toàn có nghĩa là con non nở ra có hình thái gần giống với bố mẹ nhưng có điều là nó có kích thước nhỏ và chưa có đủ cánh, phải lột xác nhiều lần mới trở thành con trưởng thành nha. Ở đây mọt hại gỗ biến thái hoàn toàn như thế nào các em quan sát nhé. Một đó là con mọt trưởng thành. Mọt trưởng thành đẻ trứng, trứng sẽ làm gì? Trứng sẽ phát triển thành dạng ấu trùng, đó là giai đoạn 2. Và ấu trùng này phải trải qua giai đoạn nhộng, đó là giai đoạn thứ 3. Sau đó nó mới trở thành dạng trưởng thành nha. Như vậy các em thấy rằng là biến thái hoàn toàn, cô nhắc lại ha. Biến thái hoàn toàn thì vòng đời của nó cũng phát triển trải qua các giai đoạn và mỗi giai đoạn các em lưu ý nó có hình thái khác nhau và khác so với con trưởng thành nha. Đại diện thứ hai đó là chúng ta sẽ tìm hiểu về con bọ ngựa. Đây là hình ảnh bọ ngựa đang bắt mồi. Thì bọ ngựa thường nó sẽ săn bắt những loài sâu bọ khác để làm thức ăn như là ruồi nè. Và nó có khả năng là biến đổi màu sắc theo màu của môi trường để ngụy trang. Ở bên cạnh đó, ở bọ ngựa, trong tập tính sinh sản nó còn có một cái tập tính rất là đặc biệt. Đó là nó, con bọ ngựa cái thường nó sẽ ăn luôn cả phần đầu của con bọ ngựa đực trong quá trình sinh sản, tức là sau khi mà nó giao phối ghép đôi nhé. Thì tập tính này các em sẽ tự tìm hiểu thêm nhé. Đại diện thứ ba đó là biến thái không hoàn toàn của chuồn chuồn. A là giai đoạn ấu trùng sống ở dưới nước. Ấu trùng này sẽ lột xác nhiều lần để trở thành con trưởng thành, đó là hình B nhé. Thì con trưởng thành này có đầy đủ cánh để mà có khả năng bay ở trên không, trên mặt nước nha. Đại diện thứ tư tiếp theo đó là con ve sầu. Đây là bộ cánh giống nha. Các em thấy rằng là trong tự nhiên ve sầu thường xuất hiện khi nào? Có nghĩa là các em nghe ve nó kêu vào mùa nào? Vào bắt đầu là chuẩn bị là đầu hè, đúng không? Thì con đực có khả năng ca hát, kêu để thu hút con cái đến để ghép đôi giao phối, và sau khi chúng giao phối với nhau thì con cái nó sẽ đào những cái rãnh nhỏ trên vỏ các cành cây, đẻ trứng vào trong đó khoảng là vài trăm trứng, và khi trứng nở ra ấu trùng sẽ rơi xuống đất và nó sẽ đào sâu vào trong đất để mà và sau đó nó sẽ hút nhựa cây để sinh sống. Thì giai đoạn ấu trùng sống trong đất chiếm phần lớn cuộc đời của chúng nhé các em. Khi kết thúc giai đoạn ấu trùng thì chúng sẽ chui lên trên mặt đất, sau đó lột xác trên cây nhiều lần, trở thành con trưởng thành. Thì những con đực trưởng thành nó sẽ bắt đầu ca hát đó.
và thu hút con cái đến, sau đó con cái lại đẻ trứng trên cây. Như vậy một chu trình sống mới của ve lại bắt đầu. Và các em lưu ý nè, thời gian trưởng thành của nó chỉ kéo dài từ 40 đến 60 ngày, rất là ngắn ngủi so với vòng đời phát triển của nó kéo dài khoảng từ 2 cho đến 5 năm nha. Đại diện tiếp theo, đại diện thứ năm đó là con bướm cải, bộ cánh vẫy. A đó là con bướm cái, B là con bướm đực, C đó là giai đoạn sâu non. Thì trong vòng đời của bướm, giai đoạn sâu non đây là giai đoạn gây hại lớn nhất cho cây trồng nhé các em. Đại diện tiếp theo đó là ong mật. Đây là con ong mật đang thụ phấn. Sau khi lấy đầy hai giỏ phấn ở chân sau, các em quan sát giỏ phấn của nó ha. Ong mật đã vô tình góp phần thụ phấn cho cây trồng. Vậy ong mật là loài có lợi cho tự nhiên ha, và cũng có lợi cho đời sống của con người. Tiếp theo đó là ruồi và muỗi nha. Thì em thấy nè, A đó là muỗi cái sau khi hút no máu, B đó là con ruồi thò vòi của nó ra để mà tìm hút lấy thức ăn nha. Thì đây là ruồi muỗi, đó là những động vật trung gian truyền bệnh nha. Như là muỗi thì truyền bệnh gì? Truyền bệnh sốt xuất rét nè, sốt xuất huyết nè. Còn ruồi thì nó sẽ truyền những bệnh như là bệnh lỵ nhé. Như vậy qua các đại diện các em đã tìm hiểu, chúng ta thấy rằng sâu bọ rất đa dạng về số loài. Nó khoảng là gần 1 triệu loài, gấp 2 đến 3 lần số loài động vật còn lại. Đúng chưa? Và đa dạng về lối sống, về tập tính. Ví dụ như về tập tính thì có những tập tính như thế nào? Như là những loài kiến, những loài mối nè, nó sống thành xã hội, nó có khả năng xây tổ nè, dự trữ thức ăn, hay là tập tính là ve nó kêu vào mùa hè. Vâng, các em tìm hiểu thêm nữa nha. Đây là bảng 1, sách giáo khoa trang 91, sự đa dạng về môi trường sống. Sau khi các em đã tìm hiểu một số đại diện của lớp sâu bọ, em sẽ hệ thống lại môi trường sống của chúng như thế nào. Đến đây các em có thể dừng video lại đôi phút, tự hoàn thiện bảng này ở sách giáo khoa, sau đó cho video chạy tiếp để kiểm tra kết quả của mình làm như thế nào nhé. Trước tiên về môi trường sống, thứ nhất đó là ở nước. Thì trên mặt nước gồm có như là bọ gậy, trong nước đó là ấu trùng của chuồn chuồn hay là bọ gậy. Bọ gậy hay còn gọi là đăng quăng, đó là ấu trùng của các loài muỗi nhé. Ở trên cạn, môi trường sống ở trên cạn thì gồm như là ở dưới đất có dế mèn, dế trũi như là kiến, trên mặt đất như là bọ ngựa hay là kiến, trên cây như là ong hay là sâu bọ, trên không thì gồm có chuồn chuồn, bướm vân vân. Về môi trường sống thứ ba đó là hình thức sống ký sinh, như là ký sinh ở cây như là bọ rầy hay là rệp, diệp cam. Phần này, đặc điểm này các em sẽ từng tìm hiểu thêm nhé, về ký sinh ở cây của các loài sâu bọ như thế nào. Ký sinh ở động vật đó là như là cháy rận nha. Như vậy sâu bọ phân bố rộng khắp ở các môi trường trên trái đất, như là ở dưới nước, trên cạn, sống tự do hay là ký sinh nha. Qua quan sát một số đại diện, chúng ta thấy rằng là sâu bọ rất đa dạng về số loài nè, gần 1 triệu loài, về cấu tạo, đa dạng về môi trường sống, về tập tính, đúng không? Và chúng phân bố ở khắp các môi trường sống trên trái đất nha. Chúng ta sẽ chuyển sang phần 2, đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của sâu bọ như thế nào. Đặc điểm chung, tìm hiểu về đặc điểm chung nhé. Đây các em. Các em sẽ chọn các đặc điểm chung nổi bật nhất của sâu bọ bằng cách đánh dấu tích vào ô trống với những ý tương ứng như sau. Gồm có 8 ý nhé. Các em sẽ dừng cái video lại, các em sẽ tự tìm hiểu xem đặc điểm chung nhất cho lớp sâu bọ để phân biệt với các lớp khác trong ngành chân khớp đó là đặc điểm nào. Đó là thứ nhất, đó là cơ thể sâu bọ có được chia làm 3 phần: đầu, ngực, bụng. Phần đầu có một đôi râu, phần ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh, và sâu bọ hô hấp bằng hệ ống khí nha. Đây là 3 đặc điểm chung nhất của lớp sâu bọ.
Các em hãy ghi những đặc điểm này vào trong vở của mình nhé. Chúng ta chuyển sang phần 2, tìm hiểu về vai trò thực tiễn của chúng. Bản 2, sách giáo khoa trang 92, vai trò thực tiễn của sâu bọ. Em hãy điền tên sâu bọ và đánh dấu tích vào ô trống chỉ về vai trò thực tiễn của chúng như thế nào. Đến đây em hãy dừng video lại đôi phút, cũng hoàn thiện bản ở sách giáo khoa, sau đó cho video chạy tiếp, chúng ta kiểm tra xem mình làm như thế nào nhé. Đây là kết quả của bản 2, các em cùng theo dõi, tham khảo nhé. Trước tiên đó là con ong mật nè, nó có ích lợi đó là làm thuốc chữa bệnh, thụ phấn cho cây trồng nhé. Ong mắt đỏ, đây là loài động vật có ích cho cây trồng bởi vì nó săn bắt những loài sâu hại để làm thức ăn nhé. Ruồi thì sao? Nó là động vật gây hại, truyền bệnh cho con người. Bởi vì các em thấy rằng là ruồi nhặng thường nó thích bâu vào những cái nơi mà chất hữu cơ đang bị phân hủy, như là ở những cái bãi rác. Thì nơi đó có rất nhiều mầm bệnh, thì vô tình nó sẽ mang những cái mầm bệnh đó trong quá trình mà nó đi tìm thức ăn á, nó sẽ bâu vào trong thức ăn của mình. Nếu thức ăn chúng ta không bảo quản kỹ để ruồi nhặng nó bâu vào, thì chúng ta sẽ ăn phải và chúng ta sẽ bị nhiễm bệnh, như là bệnh lỵ chẳng hạn nhé. Châu chấu, đây là động vật gây hại lớn nhất. Ngoài làm thực phẩm thì nó là động vật gây hại lớn nhất. Đó là các em đã xem ở cái clip ở bài trước, sức tàn phá của châu chấu như thế nào. Nó ăn trụi những thực vật cây trồng, gây hại mùa màng rất là nghiêm trọng nhé. Mọt, đó là hại hạt ngũ cốc. Ví dụ những hạt ngũ cốc mà em để lâu ngày á, thì em sẽ thấy nó hóa những cái con mọt, nó sẽ đục ruộng và ăn những cái hạt ngũ cốc đó nhé. Về tầm, nó có lợi đó là làm thuốc chữa bệnh nè, làm thực phẩm nè, nó là nguồn thức ăn cho động vật khác nữa nhé. Đến đây có câu hỏi đặt ra như thế này. Câu hỏi đầu tiên đó là đối với những loài sâu bọ gây hại thì chúng ta cần có những biện pháp như thế nào? Đó là cần phải tiêu diệt như là ruồi, muỗi, sâu hại gây bệnh cho cây trồng, vâng. Bằng nhiều biện pháp, các em sẽ tìm hiểu thêm nhé. Câu hỏi thứ hai, như vậy đối với những loài sâu bọ có ích thì chúng ta cần làm gì để bảo vệ chúng? Bảo vệ chúng bằng cách là ví dụ như là trồng cây kết hợp với nuôi ong để giúp cho cây được thụ phấn, ngoài ra còn thu nguồn ong mật để làm thực phẩm nhé các em. Như vậy phần vai trò các em sẽ kẻ bản 2 ở sách giáo khoa trang 92 vào trong vở của mình nhé. Sau đây chúng ta cùng giải đáp một số câu hỏi ở cuối bài sách giáo khoa trang 93 nhé. Câu hỏi đầu tiên nè, hãy cho biết một số sâu bọ có tập tính phong phú ở địa phương mà em biết. Như phần đầu của tiết học, cô cũng giới thiệu cho các em một số tập tính của sâu bọ như là ong kiến mối nè, chúng có tập tính là sống thành xã hội, có khả năng xây tổ nè, dự trữ thức ăn, chăm sóc và bảo vệ thế hệ sau, thế hệ con của nó. Hay là ve sầu có tập tính là kêu vào mùa hè nhé. Câu hỏi tiếp theo đó là ở địa phương em có biện pháp nào phòng chống sâu bọ có hại nhưng mà an toàn cho môi trường? Đó là các em cùng tham khảo nhé. Biện pháp diệt sâu bọ mà không gây ô nhiễm cho môi trường như là hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu độc hại nè, chỉ dùng các thuốc trừ sâu an toàn cho môi trường như là thuốc vi sinh nha. Bởi vì sao mấy em? Nếu chúng ta dùng thuốc trừ sâu độc hại quá liều hay là lạm dụng thì cái lượng thuốc dư thừa, trừ sâu dư thừa đó nó sẽ ngấm vào trong đất, trong nước, trong không khí, sẽ gây ô nhiễm cho môi trường, gây hại cho đời sống của con người nha. Hay là sử dụng kẻ thù tự nhiên trong của côn trùng để mà diệt chúng, như là dùng cá để ăn bọ gậy nè, hay là dùng biện pháp đấu tranh sinh học đó, thì biện pháp đấu tranh sinh học là cái phần cuối của chương trình lớp 7, chúng ta sẽ tìm hiểu ở học kỳ 2 nhé. Hay là dùng bẫy đèn để bắt các loại sâu hại mùa màng, bảo vệ các loài sâu bọ có ích. Dùng biện pháp vật lý, biện pháp cơ giới để diệt các loài sâu bọ có hại, như là dùng tay bắt sâu nè, dùng vợt để bắt sâu nè, vân vân nha. Các em cùng tìm hiểu thêm nhé.
Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em lưu ý ghi đầy đủ nội dung bài học theo yêu cầu. Học bài, đọc mục Em có biết, làm câu hỏi 2 ở sách giáo khoa trang 93, chuẩn bị bài 29, đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp. Cô mến chào tất cả các em.